năm 1992, là một nữ ca sĩ diễn viên người mẫu Thái Lan. Cô được biết đến qua các vai diễn nhí vừa chuyển sang vai chính qua các bộ phim truyền hình, đặc biệt là vai pha sai trong truyền hình Đình Đám, Cổ Tích Một Chuyện Tình. Cô từng là diễn viên độc quyền cho đài Channel 7 Thái Lan. Cô bắt đầu sự nghiệp đóng phim vào năm 2000, khi đó chỉ mới 7 tuổi, qua phim Lúc Mai, Clayton và đóng rất nhiều phim truyền hình khác như Lưng Mai Xuông, Ramin Cotton, Sa Lo Hết, Giang Ngao. Cô đã từng góp mặt tại các bộ phim điện ảnh Thái Lan đình đám như Ta Ra và Phép Nạ Mừng. Jimmy từng là thành viên một nhóm nhạc tại Thái Lan có tên Kamikaze. Cô hoạt động từ 2007 đến 2012, sau đó rời khỏi nhóm và thực hiện sự nghiệp solo. Cô đã cho ra đời khoảng 10 album và tham gia cộng tác trong nhiều sản phẩm âm nhạc cùng với ca sĩ khác. Cô cũng đã từng giữ vai trò MC cho các chương trình quảng cáo sản phẩm trên truyền hình. Hiện nay, Jimmy và bạn đã cộng tác lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh, họ ra mắt thị trường bộ sưu tập kính mắt và gặt hái được khá nhiều thành công sau đó. Xuất thân ban đầu là một ca sĩ, giọng hát ngọt ngào da diết của Jimmy chạm đến trái tim người nghe. Đam mê ca hát đã giúp cho Jimmy có những thành công nhất định trong lĩnh vực này. Cô thường xuyên chia sẻ những bản cover của mình, vừa đàn vừa hát. Cô còn đàn hát Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi với sốt trên mạng xã hội, đã thu về hơn 2 triệu lượt xem trên trang fanpage của Pim Brapa. Chính nhờ giọng hát trời phú ấy đã khiến cô nàng gây được sự chú ý không hề nhỏ từ fan trong nước cũng như quốc tế. Bên cạnh đó, Pimmy cũng thường xuyên đảm nhận phần hát OST nhạc phim cho các bộ phim mình tham gia. Dù định hướng sẽ trở thành một ca sĩ, nhưng ở thời điểm hiện tại, Pimmy lại được khán giả đánh giá cao và quan tâm nhiều hơn về khả năng diễn xuất vạn người mê của mình. Cô là một trong những diễn viên có triển vọng của màn ảnh xứ chủ vàng. Sau đây hãy cùng mình điểm qua những bộ phim mà Pimmy đã tham gia nhé. Phim đầu tiên phải kể đến đó là Văn Gia Vườn Trường, ra mắt năm 2015. Văn Gia Vườn Trường xoay quanh ba câu chuyện tình yêu nơi học đường, trong đó Pimmy thủ vai cô tiểu thư xinh xắn dễ thương của một cậu bạn kiêm tài xế vừa lành đâm lòng cảm mến. Bộ phim thứ hai, Cổ Tích Một Chuyện Tình, đóng cặp cùng với Nick Thông Dara. Phim kể về một chuyện tình lãng mạn, cô gái pha say và ông trùm xã hội đen khét tiếng. Họ gặp nhau tại Nhật Bản trong tình huống đặc biệt, cô bị anh bắt làm con tin khi anh bị truy sát về cảnh sát. Phim thứ ba, Tấm Đen Theo Lúc Chạng Vạng, ra mắt năm 2018. Tấm Đen Theo Lúc Chạng Vạng là câu chuyện tình yêu có phần hư cấu giữa Dan Pancha và Han Hira. Đơn quay trở về ngôi nhà cũ của mình để nó đám tang cho bà cô, và cũng là để tìm ra sự thật về cái chết của bà. Trong khi tất cả mọi người kể, cả cảnh sát cũng kết luận là bà cô mất do tự tử, thì Đương lại không tin vào điều đó. Trong quá trình tìm ra sự thật, cô đã rất nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Những lúc như thế, luôn có một chàng trai xuất hiện để cứu cô. Chàng trai đó là Hemiran, một người đàn ông có phong cách rất kỳ lạ. Giữa họ dần nảy sinh tình cảm, những hai con người thuộc hai thế giới khác nhau có đến được với nhau. Sự thật nào về cái chết của bà Đương sẽ được hé lộ. Bộ phim thứ tư, Khúc Nhạc Bị Nguyền Rủa, ra mắt năm 2020. Khúc Nhạc Bị Nguyền Rủa thuộc thể loại tâm lý tình cảm sâu sắc. Bộ phim thứ năm, Định Mệnh Trái Ngang, xoay quanh câu chuyện tình yêu của Platon và Pantagruel. Bộ phim thứ 6, Nghiệp Quả Công Đức, ra mắt năm 2020. Nghiệp Quả Công Đức do các câu chuyện của lũ thừa kế duy nhất của một gia tộc tỷ phú Sita do Pimmy thủ vai. Sau khi bố mẹ qua đời, cô luôn phải đấu tranh với đám người xấu xa có mưu mô cướp lấy tài sản của cô. Bộ phim thứ 7, Bản Lĩnh Người Vợ, là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Nó đã được làm lại rất nhiều lần.
phiên bản năm 2021 là bản làm lại thứ 6 của cuốn tiểu thuyết này. Video của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất của kênh nhé.